Ngày 8 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vẫn tiếp tục lấy lời khai bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch để mở rộng điều tra nguyên nhân vụ tử vong bất thường của 5 nạn nhân trong gia đình ông Hát. Tại cơ quan điều tra, Bích lạnh lùng khai nhận đã đầu độc chồng và các cháu ruột bằng chất kịch độc cyanua. Si Theo đó vào giữa tháng 10 năm 2023, Bích cho rằng chồng mình là NTT Thờ, 38 tuổi, thường xuyên cờ bạc nên đã bực tức nảy sinh ý định sát hại bằng thuốc độc bích mua si cho vào viên còn nhậu bỏ chung vào bịch thuốc rồi chính mắt nhìn thấy chồng uống liều thuốc có si anua bích và chồng là anh thờ lớn lên cùng nhau hai gia đình chỉ cách nhau vài chục mét hàng xóm kể lại rằng nghi phạm nổi tiếng là người khôn khéo và thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội vì thế khi bích bị cơ quan điều tra bắt giữ nhiều người vẫn không tin người phụ nữ đó lại ra tay với chính người đầu ấp tay gối với mình không dừng lại ở đó chỉ vài tháng sau Bích Tàn nhẫn đầu độc khiến hai người cháu ruột ra đình mãi mãi. Danh tính hai nạn nhân xấu số được xác định là cháu NKD 7 tuổi, con của em gái, và cháu NHN 12 tuổi, con ruột của anh trai của Bích. Cụ thể vào tháng 1 năm 2024, cho rằng em gái thường hay soi mói mình có mối quan hệ ngoài luồng khi chồng vừa mất chưa được bao lâu, nên Bích đã đầu độc cháu D để trả thù. Đến cuối tháng 5 năm 2024, Bích tiếp tục dùng chất độc cyanua đầu độc cháu N chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình. Ngoài anh thờ, cháu nở và cháu đề, gia đình người thân của Bích có thêm hai người ra đi bất thường, đó là bố và con trai ruột của Bích. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai, trong vòng 8 tháng từ tháng 10 đến tháng 5 năm 2023, đã có 5 người thân của Bích qua đời một cách bất thường, gồm cha ruột của Bích, chồng, con và hai cháu ruột với các triệu chứng giống nhau, nôn ói, nhức đầu, chóng mặt, ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Lần lượt từng người thân trong gia đình ông Hát ra đi, thế nhưng hàng xóm và người nhà nạn nhân vẫn không nghi ngờ về những sự ra đi đầy bất thường. Chỉ khi Bích tiếp tục đầu độc cháu ruột là anh NHBT 18 tuổi thì tội ác mới bị phơi bày. Bích khai do xảy ra mâu thuẫn với chị dâu, mẹ của anh T, nên Bích lên kế hoạch ra tay với cháu ruột để trả thù. Lấy lý do mặt anh T có mụn, Bích nói rằng sẽ mua thuốc cho cháu uống trị mụn vì Bích là cô ruột nên cả anh Tây và gia đình đều không cảnh giác. Sau khi uống thuốc trị mụn của Bích Mùa, anh Tê hôn mê mất chỉ giác và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu bệnh nhân và khi xét nghiệm thì xác định anh Tê bị ngộ độc cyanua. Nghi ngờ Bích là hung thủ độc độc, gia đình anh Tê đã trình báo cơ quan công an nhằm che xấu tội ác. Bích đã lên nhiều kịch bản để đối phó với cơ quan điều tra. Theo thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai, sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ chuyên sâu công an tỉnh và phối hợp với công an huyện Nhân Trạch vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường. Lực lượng công an, lực lượng nghiệp vụ đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu liên quan, thượng tá Phúc nói. Bích đã chuẩn bị các kịch bản để đối phó với cơ quan điều tra. Tuy nhiên với tài liệu và bằng chứng, chứng cứ mà lực lượng điều tra thu thập được, Bích đã cúi đầu nhận tội, khai nhận. Cũng theo thượng tá Phúc, Lực lượng chức năng đã thu giữ một chai nhựa màu trắng bên trong có chứa tinh thể, trọng lượng khoảng 0,7 kg, được bích cất giấu trong khuôn viên ở Nghĩa Trang thuộc ấp Sơn Hà, xã Vịnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Sau khi giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định đó là kali cyanur, một chất cực độc. Lực lượng chức năng còn xác định Bích có nợ nần bên ngoài. Sau sự ra đi của chồng và con, Bích được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Trước những lời khai lạnh lùng của Bích, cơ quan công an nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của nữ sát nhân. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra để xác định rõ động cơ, mục đích của đối tượng. Liên quan đến vụ án đầu độc người thân bằng cyanua, nạn nhân sống sót duy nhất là anh T hiện đã được xuất viện. Đại diện bệnh viện Lê Văn Thịnh thông tin, anh T xuất viện vào lúc 15 giờ ngày 8 tháng 7. Hiện tại sức khỏe anh T đã ổn định. Đáng lý ra anh T được về nhà vào chiều ngày 5 tháng 7 Tuy nhiên gia đình xin được ở lại bệnh viện để điều trị thêm. Đến hôm nay, khi mọi thứ ổn định, anh Tê xuất viện. Cũng theo đại diện bệnh viện Lê Văn Thịnh, sau xuất viện, anh Tê vẫn còn được tiếp tục theo dõi, tập vật lý trị liệu, sử dụng thêm các điều trị bổ trợ. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh giết người. Nguyễn Thị Hồng Bích là nghi phạm trong vụ đào độc nam thanh niên NHBT 18 tuổi bằng anu ở huyện Nhân Trạch.